Thêm một thí sinh bị đình chỉ thi lớp 10, Hà Nội. Trong ngày cuối thi lớp 10 Trung học phổ thông công lập Hà Nội, một thí sinh đã bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, buổi thi môn toán sáng nay 11 tháng 6 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các điểm thi trên toàn thành phố thực hiện đúng quy chế. Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại điểm thi đều thực hiện đúng quy chế. Hà Nội có tổng số 201 điểm thi với 4.477 phòng thi không chuyên, ngoài ra còn 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.368 trên tổng số 15.369 người, chiếm tỷ lệ 99,99%. Một cán bộ giám sát bị ốm đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, đảm bảo đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Số lượt dự thi là 115.033 trên tổng số 115.651, đạt tỷ lệ 99,5%, vắng 618 thí sinh. Đặc biệt, tại các điểm thi, phát hiện và đình chỉ một thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay của toàn thành phố Hà Nội có tổng số 6 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Năm nay, hơn 129.000 thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp bậc trung học cơ sở, trong đó có hơn 115.000 em tham gia thi vào lớp 10 trên toàn thành phố. Theo chỉ tiêu được giao, các trường trên địa bàn sẽ tuyển 69.805 thí sinh vào hệ công lập. Năm 2022 tuyển hơn 69.200 em. Số lượng thí sinh năm nay tăng hơn năm ngoái khoảng hơn 1.000 thí sinh. Do đó, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập cũng tăng hơn so với năm ngoái. Cụ thể là tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 năm nay là hơn 62%. Ở hệ chuyên, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Sơn Tây, tổng số lượt thí sinh đăng ký là 11.283, tổng chỉ tiêu là 1.895. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 6, theo thông tin từ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hai nhà máy nhiệt điện sau khi khắc phục xong sự cố sẽ có thêm 20 triệu kW điện mỗi ngày giúp giảm áp lực thiếu điện của miền Bắc. Theo đó, đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6. Dự kiến trong ngày 13 tháng 6 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra thiết bị để vận hành, cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh một ngày, giảm áp lực thiếu điện đang diễn ra tại khu vực miền Bắc. Về phía nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, đến sáng 10 tháng 6, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày 13 tháng 6, sau khi hai tổ máy của Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh trên ngày. Sáng 10 tháng 6, theo báo cáo nhanh của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, lưu lượng nước về các hồ trong cả nước tăng so với ngày 9 tháng 6. Dù vẫn ở mực nước thấp nhưng một số các hồ ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ đã thoát khỏi mực nước chết nhưng vẫn xấp xỉ mực nước chết. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện nay thì 9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với cột nước và công suất thấp. Số nhà máy xấp xỉ mực nước chết tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành. Khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Thống kê cụ thể các hồ xấp xỉ mực nước chết: Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ. Các nhà máy thủy điện phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp gồm có Sơn La, Lai Châu, Huệ Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới dao động nhẹ, mực nước hồ tăng nhẹ, các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức thấp. Thưa quý vị, đơn vị thi công gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội vừa mới rào chắn lắp lô cốt đầu tiên trên đường Nguyễn Trãi và sẽ tiếp tục rào chắn thêm 7 điểm nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, đây là địa điểm tiếp theo trên tổng số nhiều tuyến đường của Hà Nội bị rào chắn cũng để phục vụ cho dự án này. Ghi nhận của VTC. Việc rào chắn đã bắt đầu từ 21 giờ 30 phút tối thứ 6, ngày 9 tháng 6. Vị trí rào đối diện ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Hàng rào tôn dài tới 60 m, rộng 6,5 m,
chiếm nửa phần đường. Đây cũng là lô cốt thi công đầu tiên trong tổng số 8 điểm sẽ rào chắn của đường Nguyễn Trãi. Dù mới chỉ có một lô cốt và đã được đơn vị thi công lựa chọn lắp đặt vào cuối tuần, nhưng giao thông hôm qua cũng đã xuất hiện tình trạng lưu thông chậm. Mà trường hợp mà lắp thêm các cái quay các lô cốt kiểu như này thì khả năng là đường sẽ bị tắc, đặc biệt là những điểm sắp tới nút giao đi tuyến Lê Văn Lương và cái tuyến Nguyễn Trãi. Người dân sinh sống cạnh tuyến đường cho biết việc thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc buôn bán và đi lại khi chắn hết mặt tiền. Đặc biệt, đây là tuyến đường huyết mạch đi vào trung tâm thành phố với tuyến vành đai 3 vốn đã thường xuyên ùn tắc. Ảnh hưởng mình không được tự nhiên. Vì là có những cái mà mình không để ý đến cho nên là đi là bây giờ lại phải quay lại. Do việc thi công vào cuối tuần, lượng phương tiện giảm nên việc ùn ứ không xảy ra. Tuy nhiên, để thấy rõ tác động phải chờ đến thứ hai. Lưu lượng giao thông thì ít hơn mọi ngày. Cái này phải để thứ hai thì sẽ biết rằng là nó tắc. Theo anh thì nếu mà lắp thêm như thế thì chắc chắn là tại 8 vị trí đấy sẽ bị ùn ứ và khả năng tắc rất cao. Dự án này do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý. Thời gian qua, đơn vị thi công đã rào chắn tại nhiều tuyến đường điển hình như đường Nguyễn Xiển hay đường Lương Thế Vinh. Thậm chí, tại gói thầu số 4 nằm trên đường Vũ Trọng Khánh, hàng loạt lô cốt bỏ hoang đã ngừng thi công từ lâu, bức xúc dư luận thời gian dài và gây mất an toàn giao thông. Rất lấy làm tiếc, trong thời gian vừa qua khi tổ chức thi công các cái tuyến ống thu gom về nhà máy xử lý thải ánh sáng có ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là đi lại của người dân trong các khu vực mà dự án đi qua. Tuy nhiên phải khẳng định với quý vị là cái phương án mà các nhà thầu đang thi công hiện nay là chúng tôi cùng với các sở ngành đã lựa chọn cái phương án tối ưu. Thứ nhất là về cái công nghệ thì ngay từ ban đầu thì cũng xác định là khi thi công sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân. Vì thế là thành phố Hà Nội cũng đã lựa chọn công nghệ ống khoan kích thay vì đào mở toàn tuyến. Nên là cũng hạn chế được tối đa các vị trí đào mở. Thì như này vướng đối với gói thầu số 3, 14 thì chúng tôi cũng đã tập trung để tháo gỡ. Theo kế hoạch, từ ngày 13 tháng 6 sẽ tiếp tục lắp các lô cốt tiếp theo và đến ngày 23 tháng 7 sẽ hoàn thành lắp xong lô cốt thứ 8 tại các vị trí khác trên đường Nguyễn Trãi. Dự kiến việc rào chắn sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 12 năm 2023.